năm 75. Lúc chiến trường rất khốc liệt, những người lính đã hy sinh cả cuộc đời son trẻ, chiến đấu hăng say để bảo vệ miền Nam tự do của chúng ta. Nên lúc đó, các nữ sinh Trưng Vương, Gia Long đã lập nên hội người yêu của lính, thường xuyên tặng quà và thư từ yểm trợ cho các chiến sĩ, gắn liền tiền tuyến hậu phương. Nên nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác ca khúc Người yêu của lính. Và chúng ta sẽ nghe ca khúc này với tiếng hát Thu Cúc. Trời xin em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng ai viết tên em lên tay súng. Nếu em không là người yêu của linh, chiều rừng hành quân ai kia nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy anh sao gần không dịu bằng hồ mắt dài nhân. Hỡi người trai lính em yêu ơi, hỡi người anh chốn xa xôi áo xanh pha màu lá, có khi em ngờ rằng mình quen nhau từ kiếp trước đến bây giờ mơ ước thành duyên tơ để má em thèm hồng. Nếu em không là người yêu của linh, ai đem cánh hoa rừng về tặng em, ai băng dấu xương cho em đợi chờ, và những lúc anh về ai kể chuyện đời lính em nghe. Những lúc anh
về